Một khi bạn đã biết công thức này, không ai có thể ngăn cản bạn. Phần lớn chúng ta sống với suy nghĩ rằng thực tại là một khối vững chắc, cố định và hoàn toàn vật chất. Ta tin vào những gì hữu hình, mặt đất dưới chân, những bức tường xung quanh, sức nặng của cuộc đời đè lên vai. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng nhận thức này về thực tại về cơ bản là sai lầm thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng bản chất thực sự của thực tại linh hoạt, năng động và quan trọng nhất là phi vật chất? Một khi bạn nắm bắt được điều này, không ai có thể ngăn cản bạn. Bản chất thực sự của thực tại. Bạn có bao giờ tự hỏi về bản chất thực sự của thế giới xung quanh, về những gì ta cảm nhận được qua năm giác quan? Liệu những gì ta thấy, ta nghe, ta chạm vào có phải là tất cả những gì tồn tại? Hay ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc quen thuộc ấy là một sự thật kỳ diệu, vượt xa mọi giới hạn của nhận thức thông thường? Hãy tưởng tượng thực tại như một tảng băng trôi khổng lồ. Phần nổi trên mặt nước, với những hình hài, màu sắc, âm thanh quen thuộc, chỉ là một phần nhỏ bé của toàn bộ khối băng. Còn phần chìm sâu dưới mặt nước, vô hình trước mắt thường, mới chính là nơi ẩn chứa những bí mật lớn lao về bản chất thực sự của vũ trụ. Khoa học hiện đại, với những khám phá đột phá về vật lý lượng tử, đã hé lộ cho chúng ta thấy một sự thật kinh ngạc: vật chất, thứ tưởng chừng như rắn chắc và bất biến, thực chất lại được cấu tạo từ những khoảng trống mênh mông. Ở cấp độ nguyên tử, hơn 99% là khoảng không. Các hạt cấu thành nên vật chất không tồn tại ở dạng cố định, mà như những làn sóng năng lượng, nhảy múa trong vũ điệu bất tận của sự xác suất. Vậy điều gì lấp đầy khoảng trống ấy? Điều gì kết nối những hạt năng lượng ấy để tạo nên thế giới vật chất mà ta cảm nhận được? Câu trả lời nằm ở ý thức, thứ sức mạnh vô hình nhưng đầy uy lực, len lỏi trong từng ngóc ngách của vũ trụ. Hiệu ứng người quan sát trong cơ học lượng tử đã chứng minh rằng ý thức không chỉ đơn thuần là người quan sát thụ động, mà còn có khả năng tác động và định hình thực tại. Hành động quan sát của chúng ta, dù là vô thức hay hữu ý, đều ảnh hưởng đến hành vi của các hạt, từ đó tạo nên những thay đổi trong thế giới vật chất. Nói cách khác, chúng ta không chỉ là những khán giả trong vở kịch của vũ trụ, mà còn là những diễn viên, những đạo diễn, những người đồng sáng tạo nên thực tại của chính mình. Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi hành động của chúng ta đều như những nét vẽ trên bức tranh cuộc đời, góp phần tạo nên thế giới mà ta đang sống. Thật không may, phần lớn chúng ta vẫn chưa nhận thức được sức mạnh to lớn này. Ta sống trong sự vô minh, để cho những thói quen cũ kỹ, những nỗi sợ hãi, những niềm tin hạn hẹp điều khiển cuộc sống của mình. Ta vẽ nên thực tại của mình một cách vô thức, rồi lại than trách số phận, oán giận cuộc đời. Nhưng khi bạn thức tỉnh, khi bạn nhận ra rằng mình chính là người nắm giữ cây cọ vẽ nên thực tại, bạn sẽ có được sức mạnh để thay đổi cuộc đời mình. Bạn có thể chủ động lựa chọn những suy nghĩ, những cảm xúc, những hành động tích cực để tạo nên một thực tại tươi đẹp, tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy tưởng tượng bạn là một nghệ sĩ tài ba, đang đứng trước tấm toan trắng tinh khôi của vũ trụ. Trong tay bạn là cây cọ thần kỳ, có thể vẽ nên bất cứ điều gì bạn mong muốn. Bạn sẽ vẽ gì? Bạn sẽ tạo nên một thế giới như thế nào? Lựa chọn là ở bạn. Bạn chính là người kiến tạo thực tại. Công thức thay đổi mọi thứ. Từ hàng ngàn năm trước, trong những lời dạy của các bậc hiền triết, trong kinh sách của các truyền thống tâm linh, đã thấp thoáng bóng dáng của một sự thật vĩ đại: thực tại không phải là một thứ cố định, bất biến, mà là một dòng chảy năng lượng sống động, luôn chuyển động và biến đổi dưới tác động của ý thức. Đạo giáo, với khái niệm đạo, đã chỉ ra nguồn gốc và bản chất của vạn vật, không phải như một lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài, mà là một trật tự tự nhiên hài hòa, vận hành trong từng hạt bụi, từng ngọn cỏ. Trong Bhagavad Gita, Krishna đã khai mở cho Arjuna về Maya, bức màn ảo ảnh che phủ lên thế giới vật chất, ngăn cản con người nhận ra chân lý. Thực tại đích thực, như những bậc giác ngộ đã truyền dạy, không phải là những gì ta nhìn thấy bằng mắt thường, mà là những gì ta cảm nhận bằng trực giác, bằng sự thấu hiểu sâu sắc vượt lên trên logic và lý trí. Giống như một chiếc trống, thế giới vật chất chỉ là lớp da bên ngoài, còn thực tại phi vật chất mới là tiếng trống vang vọng, là sự cộng hưởng của năng lượng vũ trụ. Để kiến tạo thực tại theo ý muốn, trước hết, ta cần thấu hiểu rằng thực tại bắt nguồn từ phi vật chất, từ ý thức. Vật chất chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, là sự hiển lộ của những năng lượng vô hình, sâu thẳm bên trong. Vậy, điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Nó có nghĩa là thế giới này không hề rắn chắc và bất biến như bạn tưởng. Nó uyển chuyển, linh hoạt và luôn sẵn sàng đáp ứng những rung động từ ý thức của bạn. Bạn có khả năng định hình lại thực tại, không phải bằng cách gồng mình chống lại những quy luật vật lý, mà bằng cách thấu hiểu và điều khiển dòng chảy năng lượng bên trong mình. Hãy hình dung thế giới vật chất như một đại dương mênh mông.
Bề mặt đại dương luôn dậy sóng, cuồn cuộn những cơn bão tố, nhưng sâu thẳm dưới đáy đại dương lại là một thế giới tĩnh lặng, yên bình. Phần lớn chúng ta sống cả đời trên bề mặt, bị cuốn theo những sóng gió cuộc đời, mà không hề biết rằng mình có thể lặn sâu xuống đáy đại dương, tìm về sự bình yên đích thực, nơi ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Vật lý lượng tử đã chứng minh rằng các hạt cơ bản không tồn tại ở dạng vật chất cố định cho đến khi chúng được quan sát. Trước đó, chúng tồn tại dưới dạng sóng xác suất, mang trong mình vô vàn khả năng. Tương tự như vậy, thực tại của bạn cũng là một trường năng lượng tiềm năng, chứa đựng vô số khả năng. Nó không được xác định cho đến khi bạn, người quan sát, tác động vào nó bằng ý thức của mình. Chính ý thức của bạn là thứ kiến tạo nên thực tại. Thay đổi ý thức, bạn sẽ thay đổi cuộc sống. Đây là bí mật mà các nhà hiền triết, các bậc thầy tâm linh và ngay cả các nhà khoa học lượng tử đều muốn truyền tải. Hãy thử tưởng tượng những khó khăn, thử thách, những giới hạn mà bạn gặp phải trong cuộc sống, liệu có thực sự vững chắc như vẻ ngoài của chúng? Hay chúng chỉ là những làn sóng năng lượng mang trong mình tiềm năng cho cả thành công và thất bại, đang chờ đợi bạn lựa chọn? Khi bạn nhận ra mình là người quan sát, bạn cũng đồng thời nhận ra mình là người sáng tạo. Bạn có thể lựa chọn những suy nghĩ, những cảm xúc tích cực để thu gọn làn sóng xác suất, hiện thực hóa những khả năng tốt đẹp nhất, kiến tạo một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Đây không phải là triết lý viển vông, mà là bản chất thực sự của vũ trụ. Khi bạn sống với niềm tin rằng ý thức kiến tạo thực tại, bạn sẽ không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà trở thành người chủ động nắm giữ vận mệnh của mình. Bạn sẽ không còn phản ứng thụ động trước những biến cố cuộc đời, mà sẽ chủ động tương tác với trường năng lượng vũ trụ, khai thác sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình để kiến tạo một thực tại như ý. Hãy nhớ rằng, bạn chính là nghệ sĩ của cuộc đời mình. Tấm toan vũ trụ đang trải rộng trước mắt bạn. Hãy cầm lấy cây cọ của ý thức và vẽ nên một kiệt tác. Vậy bạn bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng cách lắng dịu những ồn ào của thế giới vật chất. Hướng nội tâm và kết nối với những dòng chảy sâu thẳm hơn trong ý thức của bạn. Hãy tự vấn bản thân và hỏi xem bạn muốn tạo ra một thực tại như thế nào. Nhận ra rằng mỗi suy nghĩ, mỗi niềm tin và mỗi ý định đều gửi những gợn sóng xuyên qua trường lượng tử của những khả năng. Hãy bắt đầu nhìn nhận bản thân không phải là một thực thể riêng biệt, bất lực mà là một ý thức mạnh mẽ có khả năng ảnh hưởng đến thế giới theo những cách vượt xa trí tưởng tượng. Các bậc hiền triết cổ đại không hề kể chuyện cổ tích khi họ nói về sức mạnh của tâm trí vượt lên trên vật chất. Họ hiểu rằng thế giới vật chất là dễ uốn nắn, rằng ý thức là động lực chính, là lực lượng tiềm ẩn định hình mọi thứ chúng ta trải nghiệm. Đây là lý do tại sao việc biết công thức này lại mạnh mẽ đến vậy. Nó giải phóng bạn khỏi ảo tưởng rằng thực tại là cố định và bất di bất dịch. Nó đặt bạn vững chắc vào vị trí người lái, nơi bạn thuộc về. Công thức rất đơn giản, hãy hiểu rằng thế giới thực không phải là những gì bạn nhìn thấy bằng mắt, mà là những gì bạn cảm nhận bằng tâm hồn. Hãy đón nhận sự thật rằng ý thức là nền tảng của mọi sự sáng tạo. Khi bạn thực sự biết điều này, khi bạn nội tâm hóa nó một cách sâu sắc, không ai có thể ngăn cản bạn, bởi vì bạn sẽ khai mở được lực lượng mạnh mẽ nhất trong sự tồn tại, sức mạnh tạo ra thực tại từ trong ra ngoài. Nhưng bạn có thể hỏi, bước tiếp theo là gì khi bạn nắm bắt được rằng thực tại không cố định? Lấy lại sức mạnh của sự sáng tạo có ý thức. Một khi bạn nắm bắt được rằng ý thức là kiến trúc sư của thực tại và thế giới vật chất chỉ là tấm toan vẽ của nó, bước tiếp theo là lấy lại sức mạnh bẩm sinh của bạn với tư cách là một người sáng tạo có ý thức. Nhiều người trong chúng ta đã vô tình từ bỏ sức mạnh này, bị cuốn vào ảo tưởng rằng cuộc sống xảy ra với chúng ta chứ không phải thông qua chúng ta. Thách thức thực sự không chỉ là hiểu các nguyên lý của ý thức và năng lượng, mà còn là hiện thực hóa chúng một cách sâu sắc đến mức chúng trở thành nền tảng để bạn xây dựng toàn bộ thực tại của mình. Ngay từ khi bạn được sinh ra, bạn đã được dạy phải tuân theo một thực tại chung. Xã hội, giáo dục và văn hóa đã điều hòa bạn để chấp nhận một câu chuyện cố định, điều gì là có thể, điều gì là không thể, điều gì là thực và điều gì là ảo tưởng. Những câu chuyện này, tuy có vẻ vô hại, nhưng lại là những ràng buộc mạnh mẽ. Chúng giống như những bức tường vô hình định hình tiềm năng của bạn. Điều quan trọng là nhận ra rằng những câu chuyện này không phải là sự thật, chúng là những thỏa thuận tập thể, và bạn, với tư cách là một ý thức cá nhân, có quyền đồng ý hoặc không đồng ý, chấp nhận hoặc viết lại chúng hoàn toàn. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ liên tục bị nói rằng chúng không giỏi toán. Theo thời gian, niềm tin này cũng cố thành hiện thực của chúng, không phải vì nó vốn dĩ đúng, mà vì ý thức đã chấp nhận nó là sự thật và thu gọn tiềm năng đó thành một trạng thái cố định. Đứa trẻ bắt đầu gặp khó khăn với môn toán, không phải vì chúng thiếu khả năng, mà vì ý thức của chúng đã được hướng dẫn để quan sát thực tại qua lăng kính của sự hạn chế. Bây giờ hãy xem xét cùng một đứa trẻ,
nhưng thay vào đó chúng được cho biết rằng tâm trí của chúng là vô hạn và có khả năng hiểu bất cứ điều gì. Niềm tin này mở ra một trường tiềm năng nơi đứa trẻ vượt trội. Đó là cùng một ý thức nhưng một sự quan sát khác biệt, và do đó là một thực tại khác biệt. Ví dụ này minh họa một sự thật sâu sắc, bất cứ điều gì bạn chấp nhận là thực tại sẽ trở thành thực tại của bạn. Nếu bạn chấp nhận rằng cuộc sống khó khăn, đầy rẫy sự khan hiếm và đau khổ, thì bạn sẽ liên tục quan sát và biểu hiện một thực tại phản ánh những niềm tin đó. Nhưng nếu bạn bắt đầu chuyển đổi nhận thức của mình và chấp nhận rằng thực tại là phong phú, trôi chảy và đáp ứng với ý định của bạn, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác. Sự thay đổi không xảy ra bên ngoài bạn, nó xảy ra bên trong bạn trước, và sau đó thế giới bên ngoài sẽ đi theo. Để lấy lại sức mạnh của sự sáng tạo có ý thức, trước tiên bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vai trò của mình với tư cách là người quan sát. Mỗi suy nghĩ, mỗi niềm tin, mỗi kỳ vọng là một mệnh lệnh mà bạn đang gửi vào trường lượng tử tiềm năng. Vũ trụ luôn lắng nghe, luôn đáp lại, luôn thu gọn thành hình dạng theo tần số của ý thức bạn. Nếu bạn cảm thấy mình bất lực, thì vũ trụ sẽ phản ánh điều đó trở lại bạn. Nhưng khi bạn lấy lại sức mạnh của mình, vũ trụ cũng sẽ đáp lại tương tự. Hãy xem xét những lời dạy tâm linh của các truyền thống trí tuệ cổ xưa. Trong Bhagavad Gita, Krishna nói với Arjuna, con là những gì con tin tưởng. Con trở thành điều mà con tin rằng con có thể trở thành. Đây không chỉ là phép ẩn dụ, nó là một sự thật hiển nhiên. Bạn trở thành ý thức của bạn. Thực tại xung quanh bạn được định hình bởi độ sâu của niềm tin của bạn vào những gì có thể. Đây là lý do tại sao các hiền triết, thánh nhân và các nhà huyền bí học, những người đã vượt qua thế giới vật chất, nói về sự giác ngộ không phải là mục đích đến mà là một sự nhận thức. Đó là nhận thức rằng bạn là người sáng tạo, người quan sát và đối tượng được quan sát cùng một lúc. Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu thay đổi thực tại của mình? Làm thế nào để bạn bước vào vai trò của người sáng tạo có ý thức? Trong triết học đạo giáo, có một khái niệm được gọi là vô vi, có nghĩa là hành động không cần nỗ lực hoặc hành động không cần dùng sức. Điều này không có nghĩa là không hành động hoặc thụ động, nó có nghĩa là hòa hợp sâu sắc với dòng chảy của vũ trụ đến mức hành động của bạn phát sinh một cách tự nhiên, không cần đấu tranh hay phản kháng. Khi bạn sống từ một nơi của sự sáng tạo có ý thức, bạn di chuyển theo dòng chảy của cuộc sống, bạn không chống lại thực tại, bạn đang hướng dẫn nó bằng sức mạnh dễ dàng của ý định và nhận thức của bạn. Đây là nơi mọi thứ xảy ra không phải từ sức mạnh mà từ sự liên kết. Thoát khỏi ma trận của những giới hạn ảo tưởng. Hiểu rằng thực tại là một sự sáng tạo có ý thức chỉ mới là bước khởi đầu. Thách thức thực sự nằm ở việc thoát khỏi những khuôn mẫu và niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi chúng ta sinh ra. Những khuôn mẫu này hình thành nên cái mà nhiều người gọi là ma trận, một cấu trúc ảo tưởng về thực tại, nơi chúng ta cảm thấy bị giới hạn, ràng buộc và tách rời khỏi sức mạnh thực sự của mình. Ma trận không phải là một nhà tù vật lý, nó là một nhà tù của tâm trí, một mạng lưới những câu chuyện kể khiến chúng ta mất kết nối với ý thức cao hơn và tiềm năng thực sự của mình. Mỗi niềm tin, mỗi suy nghĩ, mỗi giả định về bạn là ai và thế giới là gì đều tạo ra một lớp của ma trận này. Nó giống như một tấm màn che khuất sự thật nằm bên dưới. Thực tại vật chất mà chúng ta trải nghiệm chỉ là bề mặt, trò chơi thực sự đang diễn ra trong những cõi vô hình của ý thức và năng lượng. Thức tỉnh khỏi ảo tưởng này là nhận ra rằng hầu hết những gì bạn coi là thực tại chỉ là một câu chuyện có thể được viết lại. Để thoát ra, trước tiên bạn phải nhận ra những sợi xích vô hình đang trói buộc bạn. Những sợi xích này được tạo thành từ nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, phán xét và giới hạn. Chúng được dệt nên từ những câu nói như tôi không thể, tôi không đủ tốt và mọi thứ chỉ là như vậy. Mỗi khi bạn lặp lại những cụm từ này, dù có ý thức hay vô thức, bạn củng cố các bức tường của nhà tù tinh thần của mình. Bạn chấp nhận một phiên bản thực tại, nơi bạn bị giới hạn, bất lực và tách rời khỏi nguồn gốc của sự sáng tạo. Thoát ra là phá bỏ từng sợi xích này, nhìn thấy chúng là những gì chúng thực sự là, ảo tưởng. Hiệu ứng người quan sát cho chúng ta biết rằng chính hành động quan sát làm thay đổi những gì được quan sát. Nếu bạn cảm nhận thế giới là cứng nhắc và không thể thay đổi, thì nó sẽ như vậy đối với bạn. Nếu bạn bắt đầu cảm nhận thế giới là linh hoạt, cởi mở và phản ứng với ý thức của bạn, nó sẽ bắt đầu hoạt động khác đi. Sức mạnh nằm ở việc biết rằng bạn không chỉ là một người quan sát thụ động mà còn là một người tham gia tích cực, định hình ma trận bằng mọi suy nghĩ và cảm xúc. Các nhà huyền bí học cổ đại và các nhà vật lý lượng tử hiện đại đều đồng ý về một điều, mọi thứ đều là năng lượng. Năng lượng này được định hình bởi ý thức. Đây là lý do tại sao nguyên lý Hermetic cổ đại nói rằng tất cả là tâm trí,
vũ trụ là tinh thần. Nguyên lý này nhắc nhở chúng ta rằng bản thân vũ trụ là một cấu trúc của ý thức và ý thức là kết cấu cơ bản của thực tại. Để điều hướng ma trận và thoát khỏi nó, bạn phải chuyển từ suy nghĩ rằng thế giới đang xảy ra với bạn sang hiểu rằng nó đang xảy ra thông qua bạn. Quá trình thức tỉnh không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một loạt các nhận thức và mở rộng. Nó bắt đầu bằng nhận thức, chuyển sang hiểu biết và kết thúc bằng sự hiện thực hóa. Nhận thức là nhận ra các khuôn mẫu và chương trình chi phối cuộc sống của bạn. Hiểu biết là biết cách những khuôn mẫu đó đã định hình kinh nghiệm và niềm tin của bạn. Hiện thực hóa là sống từ một nơi vượt ra ngoài những khuôn mẫu đó, tạo ra thực tại của bạn một cách có ý thức, chủ động và có mục đích. Một công cụ mạnh mẽ để thoát ra là thực hành cái mà một số người gọi là giải mã lập trình có ý thức. Hãy bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi về mọi thứ. Nghi ngờ những giả định của bạn về bạn là ai, mục đích của bạn và bản chất của chính thực tại. Nghi ngờ những niềm tin cho rằng bạn nhỏ bé, bị giới hạn hoặc bất lực. Hiểu rằng những niềm tin này ban đầu không bao giờ là của bạn. Chúng được tiếp nhận từ một ý thức tập thể thấm đẫm nỗi sợ hãi và sự chia cắt. Sự hiện diện chiêm nghiệm là một chìa khóa khác để giải mã lập trình. Với điều này, bạn bước ra khỏi sự trò chuyện liên tục của tâm trí và kết nối với nhận thức thuần túy nằm bên dưới. Nhận thức này không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian hay giới hạn. Nó là cõi của những khả năng vô hạn. Khi bạn thiền định, bạn không chỉ làm dịu tâm trí của mình, bạn đang kết nối lại với nguồn gốc của bạn, con người thật của bạn vượt ra ngoài ma trận. Hình ảnh tinh thần là một công cụ mạnh mẽ khác, nhưng nó đi sâu hơn là chỉ nhìn bằng con mắt tâm trí. Hình dung thực sự bao gồm cảm nhận, giác quan và hiện thực hóa thực tại mà bạn muốn tạo ra. Đó là một thực hành liên kết năng lượng của bạn với tần số của thực tại mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, năng lượng chảy đến nơi chú ý hướng tới. Nếu sự chú ý của bạn luôn hướng vào nỗi sợ hãi, sự khan hiếm và giới hạn, thì đó là thực tại mà bạn sẽ tạo ra. Nhưng nếu sự chú ý của bạn hướng vào sự phong phú, tình yêu thương và sự mở rộng, thì vũ trụ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản chiếu điều đó trở lại bạn. Hãy xem xét những lời dạy của Phật giáo, nói về Maya, ảo tưởng của thế giới vật chất. Trong truyền thống này, Maya là tấm màn che giấu thực tại tối thượng khỏi chúng ta. Nhìn thấy bên ngoài tấm màn là đạt được giác ngộ, hiểu rằng thế giới mà chúng ta cảm nhận không phải là sự thật cuối cùng mà là sự phản ánh trạng thái bên trong của chúng ta. Thế giới giống như một giấc mơ, và giống như trong giấc mơ, bạn có khả năng trở nên sáng suốt và định hình nó theo ý muốn. Để thoát khỏi ma trận, bạn phải trau dồi sự sáng suốt này trong cuộc sống thức giấc của mình. Bắt đầu nhìn nhận mọi thử thách không phải là vấn đề mà là cơ hội để thức tỉnh hơn nữa. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để nhớ bạn là ai vượt ra ngoài ảo tưởng, để lấy lại sức mạnh của bạn với tư cách là người sáng tạo có ý thức. Điều này không có nghĩa là phớt lờ thế giới vật chất hoặc những thực tế của cuộc sống. Nó có nghĩa là nhìn thấy chúng là những gì chúng vốn có, biểu hiện của ý thức dưới dạng thức. Một chìa khóa khác để thoát ra là buông bỏ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khiến bạn nhỏ bé, phản ứng thái quá và mất kết nối với nguồn gốc của bạn. Nhưng bản thân nỗi sợ hãi là một ảo tưởng, nó là một phản ứng đối với mối đe dọa được nhận thức, một sự bóp méo thực tại. Khi bạn hiểu rằng bạn là người tạo ra thực tại của mình, nỗi sợ hãi sẽ mất đi sức mạnh đối với bạn. Bạn bắt đầu thấy rằng không có gì phải sợ hãi bởi vì mọi thứ đều là sự phản ánh ý thức của bạn, và ý thức là vô hạn. Nhận thức này không phải là phớt lờ những thử thách hay giả vờ rằng mọi thứ đều hoàn hảo, đó là đối mặt với những thử thách với một nhận thức khác. Thay vì coi chúng là mối đe dọa, hãy coi chúng như những tấm gương cho bạn thấy nơi ý thức của bạn cần mở rộng. Mỗi trở ngại là một cơ hội để phát triển, mỗi bước lùi là một bước chuẩn bị cho một bước đột phá. Khi bạn bắt đầu sống từ góc độ này, bạn sẽ bắt đầu điều hướng ma trận một cách thuần thục. Hãy coi thực tại như một điệu nhảy. Ma trận là âm nhạc và bạn là vũ công. Hầu hết mọi người để âm nhạc chi phối điệu nhảy của họ. Họ di chuyển theo nhịp điệu, tin rằng họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng khi bạn thức tỉnh, bạn nhận ra rằng bạn có thể nhảy theo nhịp điệu của riêng mình. Bạn có thể chọn các bước, nhịp độ, dòng chảy. Bạn trở thành biên đạo múa của cuộc đời mình, không chỉ là vũ công. Thoát khỏi ma trận không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần. Đó là một quá trình liên tục của việc thức tỉnh, mở rộng và hiện thực hóa bản chất thực sự của bạn với tư cách là người sáng tạo. Đó là về việc ghi nhớ, hết lần này đến lần khác, rằng bạn không ở đây để trở thành một người quan sát thụ động mà là một người tham gia tích cực vào vũ điệu của thực tại. Đó là về việc biết rằng sức mạnh luôn ở trong bạn, đã từng và sẽ luôn như vậy. Sống vượt ra ngoài ảo tưởng. Mỗi bước tiến gần hơn đến việc hiểu bản chất thực sự của thực tại, chúng ta càng tiến gần hơn đến việc làm chủ nghệ thuật sáng tạo. Khi bạn nhận ra rằng mình có sức mạnh để chuyển hóa suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của mình,
bạn bắt đầu thấy rằng việc tạo ra thực tại mong muốn không phải là về sức mạnh ép buộc mà là về sự liên kết. Liên kết có nghĩa là điều chỉnh ý thức của bạn đến tần số của những gì bạn muốn trải nghiệm, giống như một chiếc radio phải được điều chỉnh đến đúng đài để nghe một chương trình phát sóng cụ thể. Bạn phải liên kết trạng thái bên trong của mình với thực tại mà bạn muốn biểu hiện. Điều này không chỉ đơn thuần là suy nghĩ tích cực, nó đòi hỏi phải hiện thực hóa cảm giác về thực tại mong muốn của bạn, sống như thể nó đã ở đây. Khi bạn rung động ở tần số của những gì bạn muốn, vũ trụ sẽ đáp lại. Đây là luật hấp dẫn theo nghĩa chân thực và sâu sắc nhất của nó. Khi bạn liên kết với bản thể cao hơn của mình và nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ, sự sáng tạo trở nên dễ dàng. Bạn không cần phải ép buộc hay đấu tranh, bạn chỉ đơn giản là cho phép. Đây không phải là thụ động, nó là trạng thái cho phép năng động, có ý thức. Bạn trở nên giống như một người lướt sóng cưỡi trên sóng, sử dụng sức mạnh của sóng để tiến về phía trước một cách duyên dáng và dễ dàng. Nhưng làm thế nào để bạn đạt được trạng thái sáng tạo dễ dàng này? Nó bắt đầu bằng sự rõ ràng bên trong. Bạn phải rõ ràng về những gì bạn muốn tạo ra, không chỉ ở cấp độ bề mặt, mà từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Bạn thực sự khao khát điều gì? Linh hồn bạn khao khát thể hiện điều gì trong cuộc đời này? Đây không phải là những câu hỏi dành cho tâm trí trả lời mà là để trái tim cảm nhận. Tâm trí có thể đầy ồn ào, nhưng trái tim biết sự thật. Khi bạn đã có sự rõ ràng này, bước tiếp theo là hiện thực hóa nó. Hiện thực hóa có nghĩa là sống trong năng lượng của khát khao của bạn mỗi ngày. Đây là nơi mà nhiều người vấp ngã. Họ hình dung ra những mong muốn của họ, họ nghĩ về chúng, nhưng họ không sống với chúng. Sống trong năng lượng của khát khao của bạn có nghĩa là suy nghĩ, nói năng và hành động như thể nó đã là thực tại của bạn. Đây không phải là giả vờ, nó đang liên kết ý thức của bạn với thực tại mà bạn muốn tạo ra. Đây là lúc niềm tin xuất hiện, không phải niềm tin mù quáng, mà là niềm tin được sinh ra từ sự hiểu biết về quy luật sáng tạo. Giống như một người làm vườn gieo hạt giống và tin rằng nó sẽ phát triển, bạn phải gieo hạt giống của những mong muốn của mình vào mảnh đất màu mỡ của ý thức và tin tưởng rằng chúng sẽ biểu hiện. Người làm vườn không đào hạt giống lên mỗi ngày để kiểm tra xem nó có đang phát triển hay không. Anh ta tưới nước, nuôi dưỡng nó và để nó tự nảy nở theo thời gian của riêng nó. Tương tự như vậy, bạn phải nuôi dưỡng những mong muốn của mình bằng cảm xúc tích cực, sự tập trung và hành động đầy cảm hứng, tin tưởng rằng chúng sẽ biểu hiện theo cách và thời điểm hoàn hảo. Chìa khóa cuối cùng để làm chủ nghệ thuật sáng tạo là trau dồi trạng thái tồn tại vượt lên trên nhị nguyên, nhận thức về sự tách biệt giữa vật chất và tinh thần, giữa bản thân và vũ trụ. Trong sự thật, không có sự tách biệt. Bạn là vũ trụ đang trải nghiệm chính nó thông qua một điểm ý thức duy nhất. Khi bạn thực sự hiện thực hóa sự hiểu biết này, bạn sẽ vượt ra ngoài nỗi sợ hãi, vượt ra ngoài nghi ngờ, vượt ra ngoài giới hạn. Bạn trở thành hiện thân của chính công thức, ý thức định hình thực tại. Ở trạng thái này, cuộc sống trở thành một vũ điệu của niềm vui, một lễ kỷ niệm của sự sáng tạo. Bạn bắt đầu nhìn thế giới không phải là nơi đấu tranh và đau khổ mà là sân chơi của những khả năng. Bạn hiểu rằng bạn ở đây không chỉ để tồn tại mà còn để phát triển, để sáng tạo, để khám phá và để thể hiện tiềm năng vô hạn của chính mình. Vì vậy, khi bạn bước vào sự hiểu biết mới này, hãy nhớ rằng công thức luôn ở trong bạn. Sức mạnh để tạo ra, để biểu hiện, để biến đổi thực tại của bạn là quyền bẩm sinh của bạn. Đó là bản chất của bạn, và khi bạn tiếp tục cuộc hành trình này, mong bạn luôn nhớ rằng bạn vừa là người mơ vừa là giấc mơ, vừa là người sáng tạo vừa là tạo vật, vừa là vũ công vừa là điệu nhảy. Thế giới đang chờ đợi kiệt tác của bạn. Vì vậy, hãy tiến lên và tạo ra nó một cách không sợ hãi, táo bạo và với sự hiểu biết trọn vẹn rằng bạn không thể bị ngăn cản. Tôi hy vọng bạn đã đón nhận những hiểu biết sâu sắc này và có thể áp dụng chúng vào cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn đã xem video.